Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với channel của Mr. T. Rồi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chuỗi series về con game One Piece. Rồi, nói chung thì dạo này tôi đi quay clip nó full, nó đầy đủ ngày đó anh em. Nhưng mà tôi chưa up. Hôm nay thứ bảy cuối tuần đang rảnh, đang ngồi up video hết lên cho anh em. Thì chắc trong sáng ngày mai chủ nhật rảnh, anh em cài nguyên 5-6 video, bộ video của tôi up lên nha. Rồi, trước tiên thì anh em nào mới đến kênh của Mr. T, để lại Mr. T một đăng ký, một like. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta lại phải đi điểm danh ngày, tính kiếm tí quà cáp này nọ kiểu nữa anh em. Hôm nay là ngày thứ 11, ngày 11 là tôi phải có được là 11 cái video cho anh em nha. Đấy, nói chung thì có gì là quay tút anh em. Chúng ta chơi game mà chơi thì thoải mái trên tinh thần, nó gọi là vui vẻ với nhau thôi, vui vẻ với nhau thôi. Có cái gì dùng cái đó anh em, tích góp để làm cái gì đâu. Tôi khổ lắm mấy ông ạ. Nói chung thì dạo này hơi bận nên không có thời gian đẩy video lên cho anh em xem. À, hôm nay là ngày cuối của là Đường Minh, con thỏ nha anh em. Nói chung thì Miss Thỏ. Để xem, tí nữa tôi sẽ tính sao nè. Lọn top 50, đây là quà phần thưởng là 2.000. Thôi kệ đi, có gì dùng cái đó nè. Tôi cũng không biết là cái này nó... Tại vì sao mà tôi không biết được, là giống như là tôi cũng không rõ là nó sẽ xếp hạng kiểu như thế nào và khi nào nó báo quà, bởi vì tôi không biết nó event nó có hay không anh em. Chung là không rõ là event là nó có hay không nên tôi cũng không biết được để mà đua. Chỉ là game này chỉ là chơi theo sở thích thôi mấy ông. Kiểu là thích gì chơi đó. Thích gì chơi đó thôi, tại vì tôi thích về cái tựa game One Piece nên tôi chơi để mà tôi lấy những cái Amine của tôi ra để mà tôi săn sáo tăng bậc tăng đồ cho anh em xem đó anh em. Ok, ngày thứ 11 trước tiên thì tổng lực chiến của tôi bao nhiêu anh em? Tổng lực chiến thì ngày thứ 11 đã lên được từ để tôi gắn được rồi anh em. Tổng lực chiến đã lên được 3 triệu anh em ơi. 3 triệu hôm nay tôi sẽ chat lại thử xem nhé. Chung là cuối tuần rảnh làm mấy video gì dài cho anh em xem cho nó đỡ buồn anh em ơi. Đấy, tổng lực chiến của tôi đã là 3 triệu rồi. Thì với cái đội hình chính, đấy chính là con Mỹ Hảo. Mỹ Hảo hiện tại đang là 6 sao đúng không? 6 sao sắp lên bậc đỏ rồi anh em ơi. Sắp lên bậc đỏ rồi, 6 sao. Tăng cấp được không? Sắp lên được cấp 300 luôn rồi, sắp full con này rồi. Đang thiếu một mớ mảnh nữa đi lên. Acer. Con Mỹ Hảo của tôi nó đã chiếm được 50% sức mạnh trong đội hình này. Đấy chính là 1 triệu gần 500 rồi. Ui dù khủng khiếp anh em. Tôi phải nói là nó gọi là khủng khiếp. Rồi có con Nami nè, Nami 7 sao, Mekalan 3 sao và Zimbi 5 sao. Nói chung thì Luffy 6 sao. Nói chung thì đội hình nó cũng hơi cùi cùi tí xíu đó anh em, nhưng mà vẫn ổn nhé. Đây, tôi sẽ đi cống hiến. Anh em chơi game thì nhớ cống hiến kim cương nha. Ngày bỏ 500 kim cương cống hiến lấy để mà nâng cho cái sức mạnh, cho nó gọi là tối ưu nha anh em. Công nghệ này tôi sẽ nâng tiếp tục cho Mỹ Hảo nhé. Tôi sẽ tiếp tục nâng công. Đấy, tăng 1% thì nó sẽ lên tầm là 4k5. Coi tăng full không biết là lên được bao nhiêu anh em. Đây, quà nó khó khá nhiều nè anh em. Thuyền trưởng chúc mừng bạn ở trong đấu bậc thang nhận quà. Chúng thì tôi chả biết nữa, thôi kệ nó đi anh em. Có gì nhận ở đó nhé, tôi cũng không rõ được là nó cho quà cáp gì. Hôm nay hình như là ui dùi, nó ra râu trắng rồi mấy ông ạ. Căng thế nhờ,
Ngày thứ 11 nó lại ra râu trắng. Game này khủng khiếp thật sự. Game này nó chơi event gọi là quá đã luôn em ơi. À, cái này là triệu tập được, nó sẽ cho chúng ta nhận full. Ui dồi ôi, có skin râu trắng luôn nè. Triệu tập đủ hai tập là nó sẽ cho chúng ta một cái skin râu trắng. Nhưng mà làm gì có râu trắng anh em? Tôi làm gì có râu trắng? Phải quay 100 lần kìa, vé thông hành. Đấy, phải quay 100 lần mới có râu trắng được anh em ạ. À, tôi đang có 32 vé thôi. Nhưng mà chắc tôi phải là tích anh em ơi, để vài bữa nó ra mấy con mà chúng ta cần thiết chúng ta dùng nhé. Mấy con này hiện tại tôi cũng không cần lắm. Nói chung game này event chơi sướng thật phải không? Nói chung phải gọi là event gọi là khủng khiếp nhé. Nâng mỗi một con tướng chưa xong mà nó ra event gọi là liên tục tùy. Nó phải gọi là ôi dồi ôi luôn. Rồi để xem thử coi túi đồ đúng không? Hôm nay tôi đang có... Này là vũ khí. Rồi với hôm nay thì tôi sẽ làm cái Sari là giống như là sẽ up con Mỹ Hảo. Up tiếp tục Mỹ Hảo lên được 1,5 triệu rồi nè anh em. Up con Mỹ Hảo lên 7 sao nha. Lên 7 sao thì nó cũng không có gì nhiều đâu anh em. Công tăng lên tới... Phải lên 8 sao thì nó mới lên được. Rồi tạm thời có gì up đó nha. Đây dùng full mảnh thử coi. Up hết full mảnh là lên được bao nhiêu nha anh em. Đấy 154. Từ 6 sao đúng không? Từ 6 sao. Ôi dù lên được cái 6k thôi. 40k. Công của con Mỹ Hảo đã lên được 360k rồi anh em. Ôi dù cái này thiếu mảnh thì gọi là khủng khiếp thôi. Lên gần được 1,6 triệu à. Công lên được 364k, tốc độ là 2000 2001. Hôm nay là ngày cuối đúng không? Hôm nay là ngày cuối của cái con này. Để xem thử coi tiệm kim cương có gì nữa không anh em. 30 lần đổi một cái thần khí. Nhiều khi phải đổi này trước lên cấp 100 anh em. Lên cấp 100 là phải dùng gậy thư tiết này. Tăng công, tỷ lệ đỡ. Công cộng 10%, HP cộng 10%. Công 10%, tỷ lệ đỡ cộng 25% mà. Căng thế anh em. Enma công cộng 10% cộng sát thương bạo. Búp sát thương đúng không? Không biết con Mỹ Hảo là cần phải lấy cây nào để ta. Thôi, nói chung tôi hiện tại đang có 38k kim cương. Cứ tích lũy đi, khi nào lên level 100 thì chúng ta lại tính tiếp anh em. Rồi, đi mua tí đồ. Đi mua tí đồ đã lên được tôi vừa lên được 6 sao, 7 sao. 7 sao con Mỹ Hảo rồi. Giờ là đi mua tí đồ để anh em chúng ta đi ải xem thử nó như thế nào nhé. Mười một, mười bốn. Mua được 15 lần cái này nó sao nó không có cho nhanh nhờ. Ngày nào phải tốn tầm 2-3k. Bây giờ chắc phải tích góp kim cương anh em ơi. Mua máy này tốn lắm. Từ cống hiến cho đến đây nhiệm vụ, nhiệm vụ. Từ cống hiến cho đến mua vật phẩm không nó tốn tầm khoảng là
2 đến 3 ca mỗi ngày nha anh em. Sự kiện tôi đang có 32 vé, chắc phải chờ rút quay con râu đen anh em. Quay con râu đen thôi. 32 vé nè. Một cái sự kiện là nó sẽ cho anh em tầm khoảng là 30 vé. 30 đến 50 vé nha anh em. Ôi dù ui, con này là vẫn Unami hay cay nha anh em ạ. Rồi, tạm thời để xem nữa coi. Bây giờ tôi sẽ vô ra khơi. Càng quét tí. Đây, thăm dò đúng không? Càng quét hết nè. Ui, thuyền phi như cái gì nhỉ? Đấy, bán khá là nhanh anh em. Cái này anh em mua thẻ VIP đấy. Như hôm qua tôi mua đâu 100 mấy ngàn, 100 mấy, nên nó chạy tuôn khá là nhanh anh em. Kỳ ngộ nè. Cứ có thế lực là tôi mua nha anh em. Nói chung thì tôi vẫn ưu tiên, về mặt lên cấp. Vẫn ưu tiên về mặt lên cấp nha anh em. Rồi, tiếp tục. Ok. Đấy, thì anh em khi chơi đúng không? Khi anh em chơi event, anh em nhớ ưu tiên là lên cấp cho tôi nhé. Nói chung cần phải lên cấp sớm anh em. Lên cấp nó sẽ mở ra nhiều cái chức năng cho anh em chơi. Ví dụ như là cái đao này đúng không? Quà của cha già. Ôi xùi, mảnh mắt rô nè anh em ơi. Mảnh râu trắng nè. Râu trắng hình như tôi thấy mấy ông top cũng ít người chơi lắm, nên thôi tạm thời mình cứ bỏ qua đi. Đấy, vẫn ưu tiên là thể lực. Cái nào tôi phải mua full thể lực nha anh em. 2000 này. Event nào anh em cũng phải mua thể lực cho tôi nhé. Lưu ý nhé. Ví dụ như là event của xanh tóc đỏ nè. Event này tôi cũng mua full thể lực với lại Barry nha anh em. Chung là phải mua hai cái đó, bởi vì mấy con tướng của chúng ta dùng rất là nhiều tài nguyên. Chủ lên được cái 2 cấp à. Thảm thế nhờ. Túi đồ thì hiện tại đã hết rồi anh em ơi. 2 mảnh thôi. Rồi, bây giờ tôi đang có là 3k thế lực. Biết quét lên được đủ, thiếu một tí anh em ơi. 99 nè, thiếu hơi nhiều đấy. Để xem có chỗ nào đổi được nữa hay không nha. Tiệm sách, đổi rồi nè. Nhiệm vụ bingo. Ước nguyện đúng không? Để tìm sự kiện có đổi không anh em. Cái này đổi cũng hết rồi nè. Kho báo đúng không? Quà của nguyên soái. Ui dù ui, đổi gần hết rồi anh em ơi.
quà của chó đỏ đổi cũng full rồi. Còn chỗ nào hay không? Cái này là chỉ có là tiệm kim cương thôi anh em. Kho báo minh à. Quà tu hành. Cái này thì lại không có anh em ơi. Này là chỉ có đá thôi. Căng rồi, căng rồi. Ok, tạm thời tôi đang thiếu một tí cái này, chắc qua ngày mai. Ngày mai tôi sẽ lên đó anh em. Không vội vàng gì đâu. Đấy, thì nói chung thì hôm nay lên được tầm con này đúng không? Đi quánh nhau rồi anh em, 1,5 triệu đúng không? Đi bêm nhau ở trong đấu trường nè. Ông hạng 1, ui ông này ông chỉ có 250 thôi à. Từ anh em, ra tôi nâng cho nó full cấp 300. Ui dùi, lên được đúng 1 cấp. Đây, đi quánh nhau nhé. Xem thì coi đội hình này đánh có lại hay không nè. Cũng ngang ngang ngửa đấy. Đội hình tôi 3,1 triệu, đội hình đó là 3,6 triệu. Đấy đội hình, ôi đội hình cũng tương tự, gần giống nhau đó anh em. Ui dồi. Rồi, 3-3. Rồi, ui dồi, căng thế nhờ. Không lạ anh em ơi. Không lạ anh em ơi. Lên cấp 100 thì sẽ lên được con Luffy SS. Ngon thế nhờ. Rồi, thì nói chung thì tạm thời hôm nay chúng ta sẽ dừng lại video clip ngày nay. Ngày mai anh em nhớ đón xem kênh của tôi nhé. Ngày mai chắc phải có vài cái video lên liên tục cho anh em xem. Nói chung game này nó ra event coi mà gọi là sướng con mắt đó anh em. Chơi nó gọi là khá là phê. Tôi hơi buồn cá là tôi không đủ thế lực để mà tôi lên tiếp tục. Ây da, bây giờ phải đi kiếm thế lực hoặc là đi kiếm... Để tôi xem đây coi. Ra khơi đúng không? Có chỗ nào mà chúng ta có thể là tăng SP được không ta? Cái này thì lại không tăng AFP anh em. Thăm dò thì chắc cũng không còn nhiều đâu. Rồi, ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào clip ngày mai. Nhớ đón kênh, xem kênh của Mr. T nhé. Đồng thời để lại Mr. T 1 đăng ký nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.